Thành quả của chuyến đi câu về đó các bạn. Này, ủa con cua đá bự đẹp không? Flounder. This is the big one, right? Yeah. Yep. That's the last one Ryan got, I think. Yeah, that's the last one I got. We limit it out today. Nah, crap. Okay. Thu dọn chiến trường vô thôi. Thành quả của chuyến đi câu về bây giờ là phải nhậu thôi các bạn ơi. Đúng rồi. Ồ, nó ra mặn đó nghe. Còn này xuyên quá ta, gì nó ra mặn lùm lùm quá ta. Ừ, tới rồi đó thấy không? Tới, tới chính giữa. I know, nhưng mà cái này được rồi. Cái thành quả, bây giờ làm gỏi cá mú nghe các bạn. Làm gỏi cá mú nữa. Bỏ đây nữa. Nè, cầm đi. Ủa, cô oversize luôn. Cái này là bé được. Cái này là ok nè. Thằng ấy lên không kia? Hả? Thằng Thảo. Ông đang trên đường rồi. Ôi, đùa, trùng. Cái này là ok rồi em. Hello, bắt chon chưa? Hello. Trời ơi. Sao đâu, anh đợi đi. Okay. Bây giờ lát trộn luôn á, trộn sẵn luôn á. Ờ, trộn sẵn. Khỏi vắt nước nữa ha. Vắt chứ, vừa vắt mà. Chờ đi cho nó tái, ý em trộn lên cho đều tại dưới tái, trên chưa tái. Ơi, thành quả của gỏi cá mú xong rồi, chuẩn bị vô bàn thôi, tiệc thôi. Quá dữ ơi. Bữa nay là bao bao xỉn gỏi luôn nha. Ồ, đồ đồ phòng nó đem đem đi qua kia hả? Đem làm gì mà. Còn mắm dư đem ra ai muốn ăn rồi Trang? Ừ, để lợi dư á, tại vì có người ăn mặn, có người không ăn mặn bởi vì. Vậy trút ra hai dĩa hả? Ừ, trút ra hai chén. Ok. Để chắc thêm mấy miếng ớt nữa, tại em lấy hết ớt trong đây. Quá dữ rồi. Thành quả của chuyến đi câu hôm nay quá dữ rồi. Cua, cá lử trâu, đó, cá mú làm gỏi nữa, quá dữ luôn. À, thứ dữ đi câu không đi câu mà sao đi nhậu đúng giờ quá ta? Giờ không đi câu mới đúng giờ. Nắm không dữ em hả? Ok. Quá trời. Ra thì em nó cũng ra. Mời cả nhà, mời cả nhà. Ủa, có bánh tráng thì nướng nhé. Chờ chút xíu đi. Ăn trước đi, ăn trước rồi nướng. Ăn trước rồi nướng. Đâu cô làm ờ cái gì á lạc không cô có lạc thì Trang nước mắm này nè đấy mắm này nè mắm gỏi nè có lạc thì Trang nước mắm đó đó hai loại luôn nè nồi này mắm me ăn cá cái kia mắm me ăn cá kiêm tốn thôi nghe bạn còn bao nhiêu mắm đó cô bỏ gỏi trước đi chứ cho mắm gì cái đó cô để cho bà chấm bả vậy rồi bữa qua nhà mình cũng vậy không phải bả chấm cái gỏi bả vậy á ồ cái gì á nó xem phim đi ăn khác người quá xuống dít, hạ xuống dít. Chút, chút. Vậy mà chưa đủ limit. Dạ. Yeah. Đúng rồi, nhiều quá. Thôi mời mời anh em bè cái đây. Thành quả đi câu bữa nay nè. Thank you, thank you. Hồi nãy thì con điện sao mấy con luôn. Cái lúc mà ăn cua con mình nên đạt cái dính quá trời luôn. Có thử gọi bữa nay gọi giống bữa kia không? Yeah. Mời các bạn nha. Ăn nhóc hả? Mấy nhóc này cho ăn cua. Mấy ai ăn lọc sỏi không? Vẫn ngon như bình thường. 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 Hải Thảo, bữa nay là cua mà bắt oversize không nha?
Nhỏ nhỏ là thả vô đó luôn. Nó ra 2 ngày sao con lạnh như 15 ô vậy, có bảo trời ơi, thả mút cho 15 ô luôn. Mẹ mẹ đi nó mà ghi chi cho nó khỏi luôn. Quá trời luôn. Mỗi mới bỏ rồi hết, bỏ rồi hết luôn á. Cái này là sình á. Ra ngoài quán mà kêu gọi cái này là má la nữa. Tại mà phong công thầy vô nó sao được nhiêu lần. Quá ngon. Ủa uống đó, ai bỏ cái này. Cái đó giòn rụm rụm nhai rụm rụm á. Bỏ hết mấy cái đầu. Bởi vậy mới nói, ồ mấy cái đầu nó nhai nó béo mà ngon lắm. Yeah. Mà các bạn mới gọi nó nghe quá đã luôn. Đi xa về mệt quá, đi qua đảo xa về mệt mà có gỏi này là bát phát luôn nè. Bớt phải dễ được qua hết, chiên giòn là bọt dễ được qua hết. Nó bộ rồi. Cái này mà dễ, này đâu làm dễ đâu. Cái này còn dễ mà, em chiên gấp dễ còn mà. Đâu, mình đâu có đánh dễ con này đâu. Con này đâu có gì đâu đánh, chỉ móc cái bụng thôi. Cái con vàng vàng này nó ngon, nó chậm chậm lắm. Mấy con điên điên điên. Đúng rồi. Bữa nay ngon mà. Bữa nay cá cái mà. Cá nhiều không? Nhỏ nhiều lắm. Rồi mà các bạn ngay đây. Nó lên á. Nghe, nước mà nó đang như lên á. Bữa sau mình đi mà con nước mà cũng giống như 6 giờ sáng mình ra khoảng 7 8 giờ nó lên vậy. 7 8 giờ nó lên là vô luôn. I show you picture later. Nó bự lắm. Nó bự lắm. Nó bự lắm. Nó bự lắm. Cái cá này nó giống như trong tiệm nhà hàng vậy. Cái này anh thả hết mà em bắt làm gì vậy? Chú, cỡ này thả không biết bao nhiêu con nói luôn á. Cỡ này anh chiên giòn á, nó mới giòn. Ngon. Em. Lớn chiên không có ngon đâu. Đúng rồi. Nhỏ hả? Không mà nhỏ nhỏ mình ăn ngon mà. Ừ. Chứ giòn ngon. Ý mình chọc nó thôi chứ cỡ này chiên không ngon đâu. Ai đâu bỏ bạn. Bạn sâu cái tàu nó có lộ nước á, bỏ một đống cái nhỏ luôn cuối cùng lấy. Má liền mua mấy con nhỏ là lẹ. Hết rồi, hết rồi. Rồi, hết rồi, hết rồi. Mời các bạn ơi. Vô. Quá đã luôn chú ơi, bữa nay nhậu gọi quá đã luôn. Nhưng mà sáng dậy sớm. Bữa nay là nhậu là sáng dậy sớm nè, 5 6 giờ sáng mà ra thành quả cỡ này là nhậu mới 4 rưỡi dậy rồi. Ồ, thấy đã rồi. Gọi cá mú. Ăn gian nửa tiếng xong được. Cá lửa trâu, cua không ai đụng luôn á. Cua dư. Cua dư luôn á. Cua không ai đụng luôn. Có ba con cua mà ăn không hết ba. Đâu nhiều em mệt. Ý là nãy giờ để giống ba con cua ở trên, cua luộc không ai đụng tới á. Sáng giờ cua no quá mà. Tại biết sao đi ra ăn cua rồi. Chị Phượng ăn mới có ba con à, ăn sáng mới bước. Thảo đưa bánh tráng nước này. Đúng là thánh lầy thiệt cái nha. Đau rồi. Hồi nãy chê cái mẹ quay của nó yếu nó nướng cháy luôn nè. Đúng là thánh lầy thiệt chứ. Nướng sẵn rồi, em bấm 2 phút không được, bấm 3 phút nữa, 4 phút nữa. Ồ cái này là cái này là em nướng cháy không phải thánh lầy nướng cháy. Cái này là biết gì không? Bực bội á. Cái này đố anh bắt được em nè. Đố anh bắt được em. Tiền mới đứng thiệt lâu, mình nói mà tiền làm gì mà nói nướng bánh tráng lâu quá. Đúng cái trang vô bấm hoài không được, mình nói ghét quá bấm. Cái này là đố anh bắt được em. Ơi mọi người ơi, dồn thấy là hấp dẫn nha. Anh nhìn xin lên xuống anh làm luôn á. Từ từ tới em rớt tùm lum nè. Từ từ xin lỗi ly. Đổ tùm lum. Chậm chậm thôi. Cái gì từ từ nó phải nhừ. Từ từ thì em nó cũng ra. Đó. Thương em có cứu rạch ra. Mày cầm lên á. Ồ cái này ngon á, thấy hấp dẫn á, chưa có chín mà thấy từ từ tôi đi dân tùm lum lên đây á. Gạch cua này, gạch cua này, chiên cơm là bát phát luôn mà. Em cái cú kẹt gà. Lại rớt nữa hả? Rớt nhiều. Chứ mà tiền mà chúng tôi bút nhiều quá. Rớt tùm lum từ từ thôi. Chậm chậm thôi.
Đồ này con chiên gạch cua đó các bạn. Ôi, gỏi cá ăn chưa hết nữa. Từ từ đó, làm nhẹ nhẹ đó. Quá dữ, thánh này bữa nay là... Còn cái này, anh Tiên mình mới đi tam bài thế giới về nè. Ôi, cái mặt cái da. Vô anh em. Đi tam bà thế giới không biết đi tam bà. Rồi làm miếng gỏi cái thử anh mày bữa nay với Nguyên đi thành quả bữa nay cái thử gỏi này bằng gỏi bằng kè. À, chú làm nào là cũng gài bằng kè nhưng mà kè mà tức á. Chọc bằng kè bằng kè. Có một đâu kêu bằng kè cái. Không quay quay Tiên em về Nha Trang em vô bằng kè em ăn ăn gỏi ngon giống bây giờ không? Đâu đâu anh phải hỏi, nếu mà bờ kè có tức thì giỏi chạy qua đây. Bờ kè có tức thì giỏi chạy qua đây. Giỏi chạy qua đây. Mà hỏi đó. Hả? Cái cửa nó mà chạy không? À, cái cửa nó mà chạy. Cái là dữ. Bằng kè con coi tức mới chết rồi. Đừng lấy là giờ này anh giọt qua. Ủa đưa ba lon chứ. Đang cụm mà. Không, một cái gỏi này ăn ngon em hả? Thật sự á. Anh này nhớ cái bữa vậy. Cái bữa nó ngon. Cái này. Thường thường con xanh là đúng rồi. Nhất. Nhưng mà cái này nó ngọt hơn. Ngọt. Biết tại sao không? Nhưng... Cái con xanh là nó bở nhất. Yeah. Trong các loại. Thánh Lầy nó xào món cơm gạch cua này very good luôn á. Hôm very good luôn á. Thấy không? Đúng rồi. Hộp cơm rồi đâu rồi đó đàng hoàng nha. Hồi trước mình xào nhưng bên đây Thánh Lầy xào á. Quá dữ rồi chú ha. Người sống phải học hỏi thôi. Bữa cơm nha. Không để đây ba. Đem lại cho xíu. Đi làm miếng này. Đem nói cá cũng hết rồi bây giờ. Đồ đem lấy cho xíu. Ăn thơm. Đó mình ăn sạch chén rồi.